Vâng, xin được kính chào quý anh chị em và các bạn đến với siêu thị ô tô BK Hà Nội có địa chỉ tại số 17 Phạm Hùng đối diện bến xe Mỹ Đình. Anh chị em thân mến thì chúng tôi lại mới về thêm cho các bác một cái siêu phẩm đến từ mẫu xe Ford Everest sản xuất năm 2020 ở phiên bản cao cấp nhất là phiên bản Titanium các bác nhá. Titanium. Con này thì được độ lên với mặt ca lăng form 2021 rồi các bác nhá. Form 2021, xe sản xuất năm 2020 tư nhân một chủ từ đầu. Và xe này thì phải nói rằng là không thể chê vào đâu được bởi vì nước sơn zin còn 100% luôn các bác nhá. Nước sơn zin còn 100% luôn. Các bác nhìn này. Đấy, sơn zin còn 100% luôn. Đây các bác nhìn này. Sơn zin 100% luôn các bác nhá. Sơn zin 100% luôn. Xe đẹp như mới luôn, không có gì phải bàn cãi cả về chất lượng. Bản hai cầu. Ở cái bản hai cầu này thì phải nói rằng là đây là bản titanium được trang bị rất nhiều những trang thiết bị công nghệ. Kể cả phơi phụ kiện thì lắp thêm phụ kiện nó sáng choang như này các bác nhá. Xe toàn để trong hầm luôn. Xe để trong hầm luôn các bác nhá. Đấy, xe để trong hầm. Đây, lốp sơ cua chưa hạ, lốp còn nguyên bản theo xe hết các bác nhá. Đây, lốp sơ cua chưa hạ này. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, lốp sơ cua. Gầm nữa các bác nhìn này. Đấy, khi mà các bác mua một cái mẫu xe đã qua sử dụng ấy thì chúng tôi cũng khuyến cáo xe chúng tôi sẽ khuyến khích các bạn là đi kiểm tra xe và test hãng, và chúng tôi cũng đồng ý với các bác là test toàn quốc luôn, bao test toàn quốc luôn các bác nhá. Đấy, khi mà các bác mua một cái mẫu xe đã qua sử dụng thì các bác sẽ phải quan tâm đến rất nhiều yếu tố. Xe có bị tai nạn hay không, bị ngấm nước hay chưa, tháo cổ máy hay không, và giấy tờ an ninh an toàn nó có đảm bảo cho quý anh chị các bạn hay không các bác nhá. Thì đây, chúng tôi đảm bảo 100% dành cho quý chị các bạn các bác nhìn này. 100% luôn các bác nhá. Đấy các bác nhìn. Everest. Đây. Đảm bảo 100% cho quý anh chị các bạn. Xe không bị tai nạn, không bị ngập nước, không bị tháo cổ máy và giấy tờ an ninh an toàn là đảm bảo. Đây các bạn nhìn này. Đấy, như mới luôn. Nói chung là nhìn cái vô lăng này nhìn nó phê lắm. Khi mà các bác đến trực tiếp tại showroom này các bác nhìn này. Màn hình cỡ lớn này. Rồi cửa sổ trời toàn cảnh panorama, hộp số tự động 10 cấp. Rồi, các chế độ bò đường, cruise control đầy đủ hết các bác nhé. Đây các bác nhìn này. Đấy. Đây. Khi mà các bác nào mà quan tâm thì gọi điện trực tiếp nhé. 0965 525 989. Đây. Kính 3 lớp, mọi thứ đầy đủ hết, không có thiếu gì cả các bác. Đây. Đây các bác nhìn này. Các bác nào quan tâm thì gọi điện trực tiếp nhé. Số điện thoại 0965 525 959. Đang chào bán là 1 tỷ 328 triệu. Và chỉ cần chuẩn bị 399 triệu là có thể sở hữu ngay cái phiên bản này rồi. Chúc các bác thật nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Xin được trân trọng cảm ơn. Và hẹn gặp lại các bác tại số 17 Phạm Hùng, BK Hà Nội, Vương quốc Gầm Cao. Xin được trân trọng cảm ơn.